Chào Trúc. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Thì Tính hỏi chung về xíu về vấn đề mà mấy nay cũng cái đám bên kia nó cũng ồn ào rất là nhiều, và thậm chí là trong đất nước Việt Nam chúng ta, người dân cũng xôn xao chứ không phải là không. Đó là tình hình liên quan tới về cái giá điện tăng á. Thì không biết là Trung có thể chia sẻ gì được không về cái việc này? Thì nếu về góc độ đó thì em có tìm hiểu một chút thôi, thì em chia sẻ trên cái góc nhìn cá nhân của em, mà tầm nhìn nó hạn hẹp thôi. Chứ thì bây giờ chúng ta nói cái vấn đề này thì hiện nay thì rất rõ ràng là kể cả trên Quốc hội chúng ta cũng nghe rất nhiều đại biểu, người ta Quốc hội người ta phát biểu vấn đề này, đúng không ạ? Có thể là phát biểu họp tổ hay là phát biểu ở hành lang thông qua các cái cơ quan thông tấn báo chí, thì hiện nay ở trên các cái tờ báo người ta cũng đăng rất nhiều. Thì ngược lại với các cái, có nghĩa là song song với các cái ý kiến đó thì cũng có những ý kiến của những người ta đưa ra phân tích. Hay là mới đây nhất em xem được cái clip mà của anh nông dân mà anh mới phát biểu, mà khi anh ngồi trên cái ghe hay cái thuyền gì đó anh phát biểu, mà anh em thấy anh cũng đăng trên trên trang cá nhân đấy. À đấy, thì nói gì nói thì giờ chúng ta nhìn thì chúng ta cũng phải nhìn nó theo một cách nó chung nhất, chứ chúng ta không thể là chỉ chúng ta chỉ biết được chăm chăm vào lợi ích của chúng ta được. Bây giờ phải nói rất rõ ràng một cái điều như thế này. Rất rõ ràng là nếu mà chúng ta nói gì thì nói, bây giờ chúng ta phải tính đến cái cơ sở hạ tầng của chúng ta, điều kiện thiên nhiên, đúng không ạ? Cơ sở vật chất. Ví dụ bây giờ rất nhiều người ta cũng có ý kiến rồi, người ta phân tích rất là nhiều. Bây giờ giá điện, đúng không ạ? Giá điện thì nó lại liên quan là gì? Là nếu mà nói độc quyền đâu, không phải đâu nha. Nhiều thành phần nó cứ bảo là Việt Nam chúng ta độc quyền điện, không phải đâu đấy. Bây giờ ví dụ như các hộ gia đình chẳng hạn, em chỉ lấy một ví dụ thôi, đó là các hộ gia đình người ta lắp năng lượng mặt trời mà người ta hòa vào lưới điện quốc gia đấy, là cái đó nó là tư nhân chứ không phải là ấy đâu nhá. Nhà nước người ta chỉ chiếm hơn 50% thôi, chứ không phải là tất cả điện là sản xuất là đều do nhà nước đâu. Thế nhưng mà giá điện là do nhà nước quản lý. Bởi chúng ta nhớ lại cái vụ việc trước đây giá xăng, đúng không ạ? Nếu như mà tư nhân á, nhiều thành phần lại bảo là tại sao không để tư nhân hóa để cho giá nó cạnh tranh, cho nó rẻ. Xin thưa, nó có cạnh tranh ấy, thì nó phải có lãi nó mới làm, đúng không ạ? Chúng ta nói một cách đơn giản đó là tư nhân, bây giờ 100% tư nhân đi, ví dụ công ty trong nước 10 công ty bán điện đi, thế các anh chị có đảm bảo một điều là các cái công ty đó người ta không bắt tay với nhau không? Bây giờ đơn giản như cái vấn đề các anh buôn bán một mặt hàng, ví dụ sầu riêng thôi, đúng không ạ? Thì tất cả các nhà buôn thì người ta cũng đều phải có một cái định mức chung, đó là gì? Ví dụ người ta mua vào là 30, người ta bán ra là 35. Các anh không thể mà các anh phá đi được. Phá đi thì các anh, một là các anh lỗ, thứ hai là các cái nhà khác, các hộ khác người ta biết, có khi là cũng không yên với người ta đâu. Bởi vì các anh làm như thế là các anh phá giá thị trường, nó không có, nó không đúng với quy luật của thị trường, đúng không ạ? Thế thì bây giờ ví dụ 10 cái nhà sản xuất kinh doanh điện đi, thế bây giờ người ta bán ra đi chăng nữa, kiểu gì đi chăng nữa, người ta phải bán là ít nhất phải có lãi thì người ta mới bán, chứ không ai người ta bán lỗ cả. Thì trong đó người ta có cái thứ nhất là người ta tính kinh phí về đầu tư xây dựng, rồi là hệ thống đường dây truyền tải, rồi là hạ tải, rồi là vân vân, có là tính tất cả chi phí, kể cả công nhân vận hành cho đến điện đến hộ gia đình, người ta tính hết. Ví dụ như bây giờ là người ta đã bỏ ra 5.000 rồi thì người ta phải thu về 5.500 hoặc 6.000, chứ đời nào người ta thu 3.000, 2.000 như nhà nước, đúng không ạ? Thế là cái này là một trong những góc độ mà nhiều thành phần nó hay 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 đặt câu hỏi với chúng ta, tại sao mà nền kinh tế thị trường lại phải định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa là ở chỗ đấy đấy, là gì, là lo cho lợi ích của người dân, nó phải có sự chi phối của nhà nước để đảm bảo làm sao mà người dân cũng không không bị thiệt, đúng không ạ? Thì ở đây mà nói thì cũng có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao chúng ta không mua cái điện gió, điện năng lượng. Điện gió, điện năng lượng bây giờ nó có nhiều cái nguyên nhân lý do trong đó. Thứ nhất là đường dây truyền tải 500 kV. Nếu bây giờ Dũng giống như kiểu là có anh lấy ví dụ thôi, một cái xe buýt ấy, thì chở 50 người. Thế nhưng mà bây giờ 10 cái xe buýt, đúng không ạ? Chở 50 người thì dĩ nhiên là nó phải khác chứ. Nó phải khác, nó không giống nhau được. Bởi vì một cái xe buýt thì nó chạy một mình nó một đường, mà 50 cái xe buýt thì cái đường nó phải rộng hơn, cũng như tải điện thôi, đúng không ạ? Đó là chưa kể là chúng ta về vị trí địa lý này, ở thiên nhiên, cái điều kiện thiên nhiên nó có ủng hộ không?
Ví dụ chúng ta làm thủy điện khô nước bị khô cằn, không có nước thì thủy điện sao chạy, rồi các mặt hàng điện khác cũng thế thôi. Thì tương lai thì em nghĩ là khả năng nhà nước cũng tính tới cái phương diện là năng lượng hạt nhân thôi, nhưng mà trước mắt là chúng ta chưa có. Đấy, bây giờ làm thủy điện thì các anh cũng bảo là hủy hoại môi trường, đúng không ạ? Làm nhiệt điện than các thứ thì các anh cũng bảo hủy hoại môi trường. Đấy, rồi khi người ta làm điện mặt trời này, điện mặt trời hay điện gió là chi phí nó cũng rất là lớn, bởi vì chúng ta không có sản xuất ra các cái điện gió đó, các cái máy, cái tuabin đó mà chúng ta phải mua, mua thì kinh phí nó lớn. Đấy, chúng ta theo dõi các cái vấn đề người ta vận chuyển chưa? À, các không biết là anh thơ quan đã nhìn thấy chưa, nhưng em nhìn thấy thường xuyên người ta vận chuyển qua trước nhà em này, người ta chia các cái bộ phận của quạt gió là rất nhiều bộ phận, và các cái xe tải lớn nó người ta chở từ các cái cảng lên, người ta vận chuyển về, người ta chở lên, nó rất là đi nó lại, nó rất là khó khăn. Đó nó cũng là nằm trong chi phí, đúng không ạ? Nằm trong chi phí để mà xây dựng lên. Hai nữa là gì? Hai nữa là diện tích đất để mà bố trí nó phải lớn. Đó là rồi, còn chưa kể đến điều kiện thời tiết. Ví dụ như thời tiết mùa nắng thì có điện, nhưng mà mưa thì điện đâu ra? Nó mưa ròng rã hàng tuần thì lấy đâu ra, đúng không ạ? Thì như thế nào? Rồi còn bình tích điện, chúng ta biết là có hệ thống tích điện, nhưng mà liệu nó mưa liên tục thì nó có đủ điện để dùng không? Rồi là gì? Rồi là điện gió cũng vậy. Có gió thì nó mới sinh ra điện, không có gió lấy đâu ra điện. Thì thủy điện nó cũng vậy thôi. Mà thủy điện là bây giờ là theo như tìm hiểu là giá rẻ nhất. Mà bây giờ các so với mặt bằng của một số nước mà em có tìm hiểu thì Việt Nam mình cũng không phải là giá điện cao. Nó tùy. Ví dụ như các cái nước mà nó có điều kiện thiên nhiên nó tốt, đúng không ạ? Nó trời phú, nó cho sẵn nó khoảng 5-70 con sông rồi các thứ, thì nó xây khoảng 5-70 cái trục cái thủy điện thì điện nó dư là hợp lý. Còn chúng ta không có thì cái điều kiện thiên nhiên chúng ta không có, nó cũng là một phần, đúng không ạ? Là một phần, là một trong những nguyên nhân. Rồi là khi mà chúng ta đầu tư xây dựng như vậy, ví dụ nhà nước á, người ta còn thu từ từ, chứ tư nhân xin thưa với các anh ấy, người ta chỉ làm sao người ta thu vốn thôi, đúng không ạ? Và người ta sinh ra lãi thôi, chứ không lẽ tư nhân người ta đi làm không công cho các ông chắc. Nhiều thành phần cứ lên hỏi tại sao không thế này, tại sao không thế kia. Bây giờ riêng cái phí lắp đặt các thứ không thôi nó đã như vậy rồi, thế bây giờ hòa vào lưới điện quốc gia thì nó lại phải liên quan đến đường dây, nó là cơ sở vật chất đấy. Đấy, rồi còn chưa kể là gì, bây giờ người ta làm ra như vậy, bây giờ người ta tính là một năm là người ta sản xuất được bao nhiêu megawatt chẳng hạn, thì người ta phải tính tất cả chi phí để làm sao người ta còn thu hồi vốn. Thế bây giờ nó bán rẻ cho các ông thì không lẽ nó lỗ à? Nhà nước có thể lỗ, nhưng tư nhân không bao giờ người ta lỗ. Chúng ta nhìn lại xăng chúng ta thấy thôi, cái lúc giá cao thì chả thấy ai đóng cửa cả, chả thấy ai kêu cả, nhưng khi nhà nước, đúng không ạ? Nhà nước người ta chi phối về giá, người ta không đồng ý cho vấn đề là anh tăng quá cao, bởi vì tăng quá cao nó ảnh hưởng đến người dân. Bởi vì xăng cũng vậy, đúng không ạ? Xăng là một trong những vấn đề, kể cả điện, đó là một trong hai vấn đề trong cái vấn đề là an ninh năng lượng. Nếu bây giờ mà để cho các anh tự áp giá, đúng không ạ, thì ngay lập tức các anh sẽ nhảy cồ lên ngay, rất là lạ lùng. Khi nhà nước quản lý về giá để đảm bảo lợi ích cho người dân thì các anh lại bảo là trời ơi, thế mấy ông cộng sản, mấy ông độc tài, mấy ông thế này thế nọ. Thế đến khi cho tư nhân hóa nó tăng giá lên, các ông lại bảo tại sao nhà nước lại không quản lý cái vấn đề đó để tăng giá cho người dân khổ. Thế tóm lại là các ông muốn thế nào, đúng không ạ? Thế bây giờ cái gì, cái chúng ta nhìn nó phải mang tính hai mặt. Đấy, lợi ích nó phải hai hóa, chứ không thể là gì, không thể là các anh chỉ lúc biết lúc này là lợi ích của các anh thôi, còn lợi ích của người ta anh không quan tâm sao được. Bây giờ các anh đi làm kinh doanh cũng thế, lúc các anh được, lúc các anh mất, giống như chúng ta trồng cây ăn quả hay cái gì cũng thế thôi, nuôi cá nuôi heo gì cũng vậy, nó cũng phải có được mua và mất mua chứ. Năm nào anh cũng đòi phải năm sau cao hơn năm trước sản lượng ra, thì cung vượt quá cầu ra thì nó trả giá, nó trả rẻ đi à. Thế bây giờ cái quy luật cung cầu về giá điện nó cũng vậy thôi. Bây giờ hiện tại là thiếu nó do nhiều nguyên nhân, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta cứ bảo là tại sao thế này, tại sao thế kia. Bây giờ chúng ta thử so sánh, nếu như đơn giản thôi, giá điện mặt trời và năng lượng gió trong nước mà nó thấp hơn thì cũng chả ai người ta không mua cả. Nhưng nếu giá nó cao hơn, đó là chưa kể là các cái thủ tục liên quan, bởi vì nó là liên quan an ninh năng lượng, chứ không phải đơn giản chúng ta cứ thích là chúng ta đặt đâu. Bây giờ cái đất rõ ràng là gì, đất quy định luật đất đai rất rõ đấy, là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Thế nhưng mà khi mà một cái dãy hay một cái khu vực nào đó, người ta tư nhân người ta nhảy vào, người ta trả tiền cho các anh thỏa thuận để mà làm thì các anh không ý kiến. Nhưng mà khi nhà nước mà vào mà muốn thu hồi để mà lắp
là ngay lập tức các anh gào lên, các anh phải đòi giá trên trời, đúng không ạ? Nhiều con đường rất khó để mà rất kéo dài rất nhiều thời gian để hoàn thiện cũng vì vấn đề này đấy, đòi hỏi là phải thế này phải thế kia đấy, trong khi các cái điều kiện về thủ tục pháp lý các anh không, chưa chắc anh đã đủ, chưa chắc anh đã có. Thế thì khi mà đặt ra cái câu hỏi thì chúng ta cũng phải suy nghĩ nhiều vấn đề. Chứ bây giờ chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta nhập khẩu điện của Lào, của Trung Quốc giá 2.000 đi, thế nhưng mà điện gió, điện năng lượng mặt trời trong nước người ta chỉ đồng ý bán cho tập đoàn điện lực là 3.000 một số, đúng không ạ? Ví dụ được. Thế thế các anh có chịu không, đúng không ạ? Thế nhưng các anh không chịu, bởi vì các anh chỉ đặt lợi ích cá nhân của các anh lên là trên hết. Mà hai nữa, chúng ta nếu mà chúng ta tìm hiểu nó rất là rõ nhé, ở Việt Nam chúng ta là trong cái clip anh kia anh nói rất là hợp lý. Thế nhưng em có thêm cái thứ nhất là chúng ta chia ra hình như là 3 hay 4 mức giá điện đó. Thì anh kia anh có nói một cái góc độ là tại sao nhà nước lại chia giá điện ra như vậy, mấy mức như vậy. Là mục đích là gì? Mục đích là để cho người dân nghèo người ta cũng có thể tiếp cận và sử dụng được điện. Đấy. Chứ nếu như mà giá nó tính trung bình đi, bây giờ ví dụ giá 1.000 đến 2.000 là từ mức nào đến mức nào là trong tầm giá đó, ví dụ thế. Rồi từ sử dụng bao nhiêu số điện, từ bao nhiêu là sẽ giá này, và sẽ cao hơn là sẽ giá như này. Nếu mà chúng ta áp hết vào một giá như vậy thì liệu người dân nghèo và người dân mà vùng kinh tế khó khăn ấy, người đồng bào dân tộc thiểu số mà những cái nơi người ta phải kéo điện ra như vậy thì người ta có đảm bảo dùng được thường xuyên hay không, đúng không ạ? Mà trong khi đó nhu cầu của điện ở Việt Nam chúng ta bây giờ gần như là lúc nào thấy mất điện cái cảm thấy rất khó chịu. Cái thứ hai nữa đấy, cái thứ hai nữa là gì? Tiết kiệm điện. Bởi vì điện mà cứ cho các anh dùng giá rẻ thì các anh dùng thừa với chỗ can đi, đúng không ạ? Với hai nữa là bây giờ chúng ta thấy là mùa nắng rồi, nắng nóng rồi, nhu cầu điện ngày càng tăng cao, bây giờ cái gì cũng điện. Trước đây chúng ta ít, nhưng bây giờ chúng ta cái nhu cầu chúng ta cao hơn, thì so với cái vấn đề chúng ta không, chưa thể đáp ứng được hiện tại, thì cái vấn đề mà giá cả nó còn liên quan đến gì? Có người ta phải có lãi thì người ta phải làm được công trình mới chứ, người ta phải trả tiền công nhân các thứ chứ. Chứ bây giờ người ta kinh doanh không, các anh đi bán đến quả ổi các anh còn muốn lãi không, chi là người ta kinh doanh. Mà đây là vấn đề an ninh năng lượng, nếu như nhà nước không quản lý thì rất là nguy hiểm. Giá xăng nó là một cái biểu hiện thực tế nhất. Còn các anh cứ đòi tư nhân giống như các nước tư bản, ok, cho người ta tư nhân đến khi người ta bán giá cao, các ông lại gào mồm lên, các ông bảo nhà nước không quản lý, đúng không ạ? Mà khi nhà nước quản lý thì các ông lại bảo là độc tài, là thế này thế nọ, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta nhìn đi, chúng ta nhìn lại cái nào lợi ích nó mới là quan trọng. Chứ còn hôm trước em có ý kiến rồi, nếu như nhà nước chúng ta có đủ điều kiện để sản xuất ra, ví dụ như là nhu cầu của toàn dân Việt Nam chúng ta chỉ 10 số thôi, đúng không ạ? Nói đơn giản đó, chỉ một số thôi, thế nhưng mà chúng tôi sản xuất ra được 10 số, đúng không ạ? Thì sẵn sàng nhà nước người ta cho thêm một số nữa để người ta lấy lãi 98 số thôi, còn bỏ thêm một số nữa coi như là bù vào cho người dân là giá không đồng. Thế nhưng mà hiện nay chúng ta nhu cầu của các anh là một số, nhưng nhà nước mới chỉ sản xuất tối đa được 0,5 số chẳng hạn, theo như tất cả các công trình hiện tại ở trong nước, thì bắt buộc chúng ta phải có một cái hướng mới, vừa để đáp ứng được cái an ninh năng lượng, nhưng vừa phải đảm bảo cái, có nghĩa là vừa đảm bảo cái nhu cầu người dân, nhưng vừa phải đảm bảo được là gì? Đấy, là cái thị trường đó, nó cái an ninh năng lượng đó, cái thị trường đó nó không bị xáo trộn và nó không bị chi phối bởi bất kỳ một thế lực nào khác. Thế còn xin thưa các anh cứ mổ mồm nha, các anh nói này, các anh nói kia, nhưng các anh có tìm hiểu không? Các anh có đặt ra vấn đề không? Tại sao phải như vậy không? Đúng không ạ? Bây giờ các anh chưa khảo sát, chưa có thực tế, chưa có tìm hiểu, không tự dưng nhiều anh lên cứ phát biểu thế này thế nọ rồi cứ đổ nhà nước. Đấy, đổ nhà nước giá xăng cũng thế thôi. Cái ngày mà lãi thì người ta bán, đến ngày mà ấy người ta đóng cửa, không bắt đầu các anh lại đổ này đổ kia. Bây giờ chúng ta còn phải theo cái thị trường chung nữa, ví dụ như là nhiệt điện này, rồi dầu cái gì đó, nó gọi là cái gì đó, thì nó phải dùng các cái dầu đi, diesel các thứ nó vận hành, thì nó ảnh hưởng trên thế giới, giá dầu tăng thì giá xăng tăng, rồi các thứ mặt khác nó phải tăng lên chứ. Thế bây giờ các anh đi làm thì các anh muốn lãi, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi người ta làm thì các anh lại không muốn cho người ta có lãi. Không quản lý thì các anh lại đổi nhà nước không quản lý, mà nhà nước quản lý thì các anh lại bảo là thế này thế nọ, đúng không ạ? Thế là rất là buồn cười cho một số bộ phận đặt ra những câu hỏi mà em thấy rất là vô lý. Thì em có đọc rất là nhiều bài, có bài rất là dài nói về vấn đề này, nhưng mà thực tế là nếu mà chúng ta nhìn đi thì chúng ta phải nhìn lại. Đấy, nó xuất phát từ nhiều yếu tố,
chứ không phải là chỉ có cái vấn đề là do nhà nước quản lý mà thế này thế nọ. Mà các anh tìm hiểu kỹ thì các anh sẽ thấy là nhà nước có phải là toàn không có tư nhân tham gia hay không, đúng không ạ? Nó có các cái vấn đề điện khác nó tham gia cùng với này tập đoàn điện lực Việt Nam, chứ đâu phải là mỗi cơ tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý hết tất cả các cái cơ sở sản xuất điện đâu. Nên các anh tìm hiểu các anh sẽ thấy, các anh đi khảo sát các anh sẽ thấy, rồi là điều kiện thiên nhiên rồi các yếu tố khác nữa, nó xuất phát từ nhiều yếu tố thì nó mới tác động lên. Mà bây giờ nhu cầu các anh ngày càng tăng cao, đúng không ạ? Thì dĩ nhiên người ta phải kiểm soát cả về số điện các anh dùng để tránh lãng phí. Nhiều bây giờ giá điện bây giờ rẻ, các anh đi ra khỏi nhà thì các anh cứ kệ thôi, cứ bật cái điều hòa đấy để tí về cho nó mát, đúng không ạ? Thế nhưng mà ví dụ như giá điện tăng lên 3.000 chẳng hạn, thì dĩ nhiên các anh có ý thức hơn là gì? Các anh ra khỏi nhà là các anh phải tắt quạt, tắt điện, hệ thống điện, rồi các anh tắt điều hòa đi để tiết kiệm điện. Chứ còn nếu mà cứ để cho các anh sử dụng thừa mướn chứa tràn ra thì có mà nhu cầu con người mà khi nào cho nó đủ, chả khi nào đủ cả. Nó xuất phát từ nhiều yếu tố lắm. Thì theo em thì cái vấn đề điện này thì dĩ nhiên là trên tinh thần trước mắt thì các cơ quan chức năng người ta đang tìm hướng để giải quyết, nhưng mà trước mắt là chủ yếu là thiếu điện. Bây giờ ở đây đang là chủ yếu là thiếu các cái đơn vị hành chính ở phía Bắc, thì về cơ bản là người ta đã có những cái đường dây, có nghĩa là có cơ sở vật chất sẵn rồi từ lâu rồi, từ những năm 2000 là mấy rồi, thì người ta mua cái tinh thần là mua của Lào với Trung Quốc với giá là rẻ hơn so với hiện tại mà tham khảo giá của điện gió và điện năng lượng mặt trời. Thì trong tương lai thì dĩ nhiên là trên cơ sở các cái doanh nghiệp người ta làm ăn phải có lãi, nhưng mà dĩ nhiên là Bộ Công Thương người ta cũng sẽ tính toán đàm phán làm sao để cho nó hợp lý, để có cái giá điện cho người dân dùng vừa đáp ứng được nhu cầu người dân nhưng mà vừa đảm bảo làm sao cái giá cho nó phù hợp. Chứ bây giờ điện người ta bán năng lượng gió với mặt trời người ta bán 5.000 mà chúng ta đi nhập khẩu về nó có 2.000 thôi, thì trước mắt thì chúng ta cứ đi nhập khẩu đã, đúng không ạ? Rồi từ từ thì chúng ta sẽ có cái phương pháp để chúng ta điều chỉnh. Nhưng bây giờ dĩ nhiên các anh lên các anh ý kiến thì đau to búa lớn lắm, các anh đặt ra những câu hỏi trên trời dưới đất cả, các anh đòi hỏi các cơ quan chức năng phải đứng ra trả lời thế này thế nọ, nhưng mà bản thân các anh không có tìm hiểu nó. Một thứ hai nữa là các anh cũng chả đưa ra cái giải pháp nào. Thế bây giờ có anh nào đứng ra đưa cái giải pháp nào không, đúng không ạ? Hay là bây giờ các anh có đào thêm sông mới không, hay là dẫn nước từ biển vào để chạy thủy điện đấy, các anh đưa lên giải pháp đấy. Bây giờ nó xuất phát từ nhiều yếu tố, chúng ta chỉ ngồi nói không nó là một chuyện, nhưng khi bắt tay vào thực tế nó lại cả một cái chuyện, câu chuyện dài khác nữa, nó vấn đề phức tạp nữa. Nói như vừa rồi đây chúng ta theo dõi, chúng ta thấy thôi, em không nhớ là ở đâu, mới đây thôi, đó là cái điện lực ở đó, người ta đi, người ta bắt đường dây điện mà đi qua nóc nhà thôi là ra là sừng sổ lên, là đòi cầm gậy là đánh cả phóng viên quay phim chụp ảnh ở đấy, là không cho là dây điện đi qua nóc nhà tao, mày đã xin phép chưa? Đấy, những cái trường hợp đấy các bạn giải thích như thế nào? Đấy, nó đơn giản thôi đó. Có nghĩa là dây điện chúng ta ở Việt Nam chúng ta hiện nay, kể cả như nước Mỹ vừa rồi em hỏi, nó vẫn có đường dây điện nổi, chứ không phải là tất cả người ta đều bố trí ngầm. Thế nhưng mà bây giờ bắt qua nóc nhà, đấy, nó, người dân người ta ra, người ta phát gậy, người ta đòi đánh, người ta bảo là chúng mày bắt dây điện qua nóc nhà tao, chúng mày đã xin phép chưa đấy? Đúng không? Phép tao chưa? Đấy, nói đấy đơn giản thế thôi. Người ta đi làm rồi, chưa kể những cái công trình, đúng không ạ? Công trình thủy điện để sản xuất ra điện thì không phát sinh, nhưng mà công trình truyền tải điện thì phát sinh. Thế bây giờ ví dụ người ta kéo ra đảo Côn Đảo, ra Cô Tô, các thứ, các cái đảo ngoài biển đấy, kinh phí bao nhiêu? Bao nhiêu nghìn tỷ, các chị có tìm hiểu không? Thế rồi hàng năm người ta lãi bao nhiêu? Còn cái vấn đề mà các anh trả lời, các anh hỏi, đúng không ạ? Cái vấn đề lãi lỗ như thế nào? Thì đã có kiểm toán nhà nước, đúng không ạ? Các bộ phận chuyên môn đấy, người ta dành, người ta mới tính toán, người ta mới lãi hay lỗ như thế nào. Nhưng bây giờ các anh chỉ nghe thấy lãi rồi, các anh chưa gì một số thành phần đã lên và rồi lấy mỗi cái này thôi mà cũng lỗ. Thế bây giờ các anh nghĩ là chỉ giống như kiểu các anh cứ đến nhà người ta, các anh trèo lên các anh hái các anh ăn à? Mà các anh trèo lên các anh cũng phải mất công trèo lên các anh hái, thì không lẽ nó đứng ở dưới gốc chờ nó rụng xuống, đúng không ạ? Đó là cứ cho kể cái hành vi đó là hành vi trộm cắp nữa. Chứ còn không thì các anh muốn dùng thì các anh cũng phải bỏ tiền ra để các anh mua, chứ làm gì có ai cho không các anh. Mà trong khi đó người ta cũng phải làm các cái công trình truyền tải, đó chưa kể là gì, chưa kể nó trong quá trình sử dụng, đúng không ạ? Nó còn chập cháy hỏng hóc sửa chữa, rồi nó còn bảo dưỡng duy tu hàng năm định kỳ để đảm bảo làm sao mà cái lượng điện nó có không bị thất thoát nhiều trong quá trình truyền tải, nó gọi là hao phí đường dây gì đó, đúng không ạ? Thế rõ ràng là như vậy. Chứ bây giờ các anh chỉ ngồi các anh chỉ tính một cái thôi, nhưng còn các cái khác các anh có tính không?
Đúng ạ. Dĩ nhiên là em cũng không ủng hộ cái vấn đề là nếu như thực sự có lãi, nhưng mà các anh báo lỗ là không được. Đó là hành vi là nói dối người dân là không được. Hành vi đó cũng phải, nếu mà đúng sự thực mà các anh làm những hành vi gian dối đó thì chắc chắn là các cơ quan chức năng người ta sẽ xử lý. Bởi vì ngoài kiểm toán nhà nước còn có thanh tra chính phủ, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rất là rõ trong thời gian vừa qua những cái anh mà cứ ăn gian làm láo là thanh tra chính phủ người ta kiến nghị, người ta gửi hồ sơ sang Bộ Công an là cũng tiến các anh ấy về đích hết rồi. Đấy, về một chỗ hết rồi. Chứ cũng không phải là cơ quan chức năng người ta không tính toán, người ta không làm, người ta không kiểm soát. Dĩ nhiên là giá là do Bộ Tài chính người ta đưa ra lời lỗ như thế nào, nhưng mà bên cạnh đó nó còn có các cơ quan khác để người ta giám sát cái vấn đề đó, đúng không ạ? Thì nó là như vậy. Còn nếu như các anh cảm thấy mà người ta gian dối thì các anh cung cấp tài liệu chứng từ các thứ rồi các anh khởi kiện người ta đấy, đúng không? Đúng rồi, các anh lên mạng các anh chỉnh nghe này nghe kia các anh trả đấy. Bây giờ xin thưa các anh nhé, tư nhân nhé, tôi nói đơn giản, em ví dụ đơn giản này thôi. Nếu như mà tư nhân, điện tư nhân nhé, ví dụ như em làm đi, bây giờ em làm một công trình năng lượng mặt trời đi, bây giờ ok anh đặt vấn đề tôi kéo cái hệ thống điện từ đây ra đảo Cô Tô, đúng không ạ? Thế bây giờ tôi tính là khoảng 5 triệu đô đó, anh có ấy thì tôi kéo, không thôi ông đi tự đi mà kéo. Rồi sao? Bây giờ các anh tính sao? Đúng không ạ? Rồi cái 5 triệu đô đó là tư nhân nó gì? Nó kéo ra đó, nhà một là các anh đóng tiền vào cho nó, còn không thì nhà nước phải bỏ ra trả. Thế các anh tính đường nào? Đấy, còn không bây giờ tôi kéo điện ra đó 5 triệu đô. Bây giờ mỗi tháng đúng ra một số điện là tôi tính là 5.000, giờ tôi tính 50.000, các anh tính sao? Nó làm cái gì nó phải có lãi. Các anh cứ đòi tư nhân hóa, xong rồi các anh đòi là giá phải rẻ, rồi xong nhiều thành phần lại còn bảo lên chứ nhiều công ty tư nhân nó cạnh tranh giá nó sẽ rẻ đó. Ở Mỹ, Nhật các thứ nó đầy công ty toàn tư nhân đấy, nó có rẻ không so với giá Việt Nam hiện nay? Bây giờ nó còn chưa rẻ hơn đi kìa, nếu mà tính giá chung, mặt bằng chung, cái giá này gọi là tính ngang giá đó, từ đồng đô la với tiền Việt đấy. Mỹ nó còn có cả năng lượng hạt nhân kia, nó còn chưa rẻ hơn Việt Nam nữa nè. Các anh cứ đòi, hôm trước em có phân tích rồi, so với tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 2023 là cùng kỳ năm ngoái là tiền điện trên toàn liên bang của Mỹ là tăng 12,8%. Cũng có, nếu mà tính về các bang cũng có bang nó giảm đi, nhưng có bang nó tăng lên, nhưng mà giá mặt bằng chung là trên toàn liên bang là nó tăng 12,8%. Các anh không khóc cho người Mỹ đi, các anh cứ đi khóc cái mà thấy nó rất là vô lý, đúng không ạ? Thôi thì những cái thành phần nó chống phá Việt Nam chúng ta thì rõ ràng rồi, nhưng mà không nói, nhưng mà trong nước chúng ta đó đành rằng là ok các anh tham gia phát biểu ý kiến xây dựng, hay là các anh có đặt vấn đề theo cái ý kiến của người này người kia, tôi cũng có ý kiến gì. Thế nhưng chúng ta đặt câu hỏi làm sao nó phù hợp và nó mang gì, nó mang lại là thể hiện được là anh là người có tìm hiểu, có hiểu biết, chứ không phải là các anh cứ đặt ý kiến một cách chung chung theo một vài bộ phận người dân. Xin thưa người dân Việt Nam bây giờ có phải là người nào cũng hiểu hết đâu, có những người ta không hiểu rồi bắt đầu là gì, bị những thành phần nó lung lạc của nó thay đổi tư duy, nó dẫn đến tư tưởng là thế này thế nọ, đúng không ạ? Yêu cầu này yêu cầu kia, các anh phát biểu thế khác thì các anh tiếp tay người ta. Trước hết các anh có bao giờ các anh phân tích cho người ta hiểu là tại sao như thế đâu, chả thấy các anh nào phân tích cả. Thế nhưng mà khi như vậy các anh truyền đạt nó mang tính chất dân túy nhiều hơn, đúng không ạ? Mang tính chất dân túy nhiều hơn, nó đẩy cho cái giống như kiểu là khi mà như vậy là nhiều người không hiểu thì nhảy vào tung hô, trời anh này tuyệt vời thế, anh kia tuyệt vời thế. Thế nhưng mà rất rõ ràng là khi chúng ta tham gia một bất kể một vấn đề gì cũng thế thôi, không ai tài giỏi cả, nhưng mà ít nhiều gì, tại sao trước đây em ít khi ý kiến, mặc dù nhiều thành phần nó cứ lên nó so sánh, nó bảo giá điện của Lào rẻ hơn Việt Nam, nên sư như nó Lào nó có nhiều thủy điện thì giá nó cả rẻ, giá điện Việt Nam bây giờ không phải thủy điện nó rẻ nhất đấy. Thế bây giờ chúng ta nhu cầu dân nó xài ít nữa, đúng không? Rồi, nhu cầu dân nó rẻ hơn Việt Nam mình. Mật độ người dân, ví dụ như là nó có 10 cái thủy điện mà chúng ta có 2 cái thủy điện, ví dụ thế, rồi là nó chỉ có 100 triệu dân thôi, nhưng mà mình 200 triệu dân ví dụ vậy, thì nó phải khác nhau chứ. Làm sao mà các anh có thể so sánh cách nó khập khiễng vậy? Thế bây giờ tôi đang bảo quả ổi Việt Nam rẻ hơn quả ổi bên Mỹ này, tô phở Việt Nam cũng rẻ hơn tô phở Mỹ, gói thuốc Việt Nam cũng rẻ hơn bên Mỹ, các anh khóc cái gì? Nếu mà tính từng mặt hàng nó một, bây giờ các anh thử so sánh rằng có cái mặt hàng nào nó mấy mặt hàng nó đắt hơn ở Mỹ không? Thế tại sao các anh không khóc với dân Mỹ? Bảo sao Mỹ không bán rẻ như Việt Nam đi? Các anh nói nhiều khi các anh so sánh nó rất là khập khiễng. Bây giờ chúng ta phải xét về nhiều yếu tố trên mọi phương diện thì lúc đó chúng ta đưa ra so sánh được. Còn dĩ nhiên nếu như các anh cảm thấy là nó chưa được minh bạch trong cái vấn đề thu chi tổng thể đó, thì các anh cứ tìm hiểu xem là có đúng như vậy không. Nếu đúng, các anh có thể viết đơn cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra Bộ Công an, người ta khởi tố ngay. Nếu đúng thực sự như vậy, đối tượng nào làm sai người ta khởi tố ngay. Bây giờ chúng ta chỉ nghe, đúng không ạ? Lên trên mạng nghe, rồi hỏi nghe ai, nghe Trương Quốc Huy đến chịu, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu nói gì nói, chúng ta
Em ít ý kiến ở vấn đề này bởi vì thực ra em không tìm hiểu nhiều lắm. Đấy, thế nhưng mà để mà nói về điều kiện thiên nhiên hay các thứ thì em có tìm hiểu là Lào đó là người ta có điều kiện thiên nhiên nó ưu đãi hơn, đó là cái hệ thống thủy điện của nó tốt hơn, nhiều hơn. Đấy, nó được bố trí nhiều hơn bởi vì không phải chúng ta cứ nghĩ là cứ có sông có suối này chúng ta cứ đắp cái thủy điện đây là được, đúng không ạ? Nó cũng nhiều vấn đề trong đấy lắm, chúng ta có đi vào chúng ta mới biết được. Xây thủy điện thì đòi hỏi phải có kỹ sư xây thủy điện chứ, các ông bác mấy ông xây nhà tầng ra mà xây được thủy điện đâu, đúng không ạ? Nó rất rõ ràng như vậy, nên là mỗi cái nó có một cái mà để mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy được cái bất cập của nó chứ không phải là không. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ đòi hỏi một cách nó vô lý theo cái kiểu mà mấy cái thằng mõm nhôm ấy thì nó rất là khó, nó rất là khó, không ai có thể chiều ý nhất tất cả mọi người được. Thế nên là trên vai trò quản lý nhà nước thì bao giờ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công Thương, người ta bình ổn giá để làm sao để tránh cái vấn đề là gì, an ninh năng lượng, cũng giống như mọi vấn đề thôi. An ninh bây giờ là an ninh năng lượng này, an ninh lương thực, đúng không, là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là quan trọng đối với một quốc gia. Thế nên cần phải có bộ phận để người ta quản lý, người ta điều tiết làm sao đảm bảo lợi ích hài hòa. Đấy, người kinh doanh người cũng đảm bảo có lãi nhưng không lãi quá. Đấy, người dân cũng đảm bảo được cái giá làm sao phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của mình. Chứ bây giờ tư nhân, các anh cứ thích tư nhân thì các anh cứ sang nhé, cái sang sang bên kia là hưởng rực rỡ tư nhân ngay, hưởng hào quang rực rỡ tư nhân ngay, có gì đâu mà. Đấy, kể đó Chỉ một cái nhỏ thôi, chung chung nhớ đợt vừa rồi cái vụ giá xăng thì đó anh. không? Chị bà dăm ba cửa hàng nó đóng cửa, nó bảo là nó hết xăng hay nó gì đó thôi, là nó thấy muốn loạn lên rồi, dân nó đã kêu trời rồi, thấy chưa? Thì đúng rồi, Nếu mà nhà nước, cái này nếu là mà cái đổ cho chuyện nhà đó nước không quản lý. hả? Đó mà nếu nhà nước mà mọi người cứ hình dung xem, nếu những câu chuyện đó mà nhà nước không nhúng tay vào để điều tiết á thì câu chuyện nó sẽ thế nào? Bây giờ thằng cây xăng nó chỉ nói là thôi hôm nay nó bán được 1.000 lời, nó không bán, nó không nhập xăng về bán nữa, bởi vì nó bảo là nó không có lời thì nó không nhập xăng về nó bán nữa, hoặc là lời ít quá tôi lời ít quá tôi không nhập xăng về bán nữa, rồi chừng nào cho tôi lời nhiều đi thì tôi nhập xăng về tôi bán. Thì cuối cùng là ba cái vấn đề mà khó khăn khổ sở ai chịu? Vì cái đó mình chưa nói tới vấn đề mà gọi xáo trộn xã hội nha, mình chỉ nói góc độ người dân là gánh đầu tiên, đúng chưa? Gánh đầu Thì rõ tiên bây giờ là gì? Đơn giản thôi nè, bây giờ thí dụ thay vì hàng ngày đúng không, chúng ta hết xăng chúng ta chỉ cần xách xe chạy ra khoảng chừng 200 mét là chúng ta đã đổ xăng được rồi, đúng không? Còn hôm nay cái thằng đó nó dở chứng mẹ, nó không đóng, nó không bán, nó đóng mẹ cái xăng nó lại, thì chúng ta phải chạy ra nó đi kiếm bằng được cái cây xăng nào nó cách đó ví dụ cả km hoặc là 2 km, thì có phải là ngay cái yếu tố đầu tiên không mà người dân nó lãnh rồi? Chứ đừng, đây mình chưa nói về giá cả nha chung nha, là ảnh hưởng về cái cuộc sống hàng ngày á, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đó là đã ảnh hưởng rồi, chung không nhận không? Mình nói ví dụ bây giờ sáng xách xe ra đi làm mà nó mất thời gian để đi đổ xăng không, thì mình tới tới chỗ làm phải mất trễ giờ làm, chưa kể con cái đi học vân vân mây mây, nó mới thì không hiểu lại cứ ào ào lên, lại đổ thừa nhà nước, đổ thừa cái này. Mình ở đây rõ ràng chúng ta không binh ai cả, nhưng mà ở đây chúng ta phải có một cái nhìn nó tổng thể khách quan, và chúng ta phải hiểu tại sao câu chuyện nó là như vậy. Chúng ta nên tìm hiểu những góc độ như thế thì chúng ta mới thấy được. Lại vấn đề nãy chung nói về vấn đề giá điện, mọi người cũng thắc mắc, cũng có nhiều người thắc mắc là tại sao mẹ kỳ cục vậy, người ta càng nhiều càng rẻ mà đi riêng điện là sẽ càng nhiều thì giá càng cao. Mình nghĩ cái này cũng chẳng có vấn đề gì mà khó hiểu cả, đơn giản với tình hình hiện tại đang thiếu điện cục bộ đúng không, thì giống như chung nói thì cái chính sách đó làm gì để cho những người gọi là trước đây xài điện một cách gọi là vô tội vạ đó, thì họ phải biết điều chỉnh lại để san sẻ cái lượng điện đó cho những người khác. Ở đây học từ ra cái vấn đề đó là vấn đề san sẻ, nhiều người cứ thắc mắc là phải làm gì mà kỳ cục vậy, tự nhiên giá điện quản lý gì đâu mà càng xài càng mắc. Mình với góc độ của mình nhìn đó đó là như vậy, đơn giản thôi, phải ép mấy ông mà xài vô tội vạ đó tiết kiệm lại để nhường cái lượng điện đó cho những người bình dân hoặc là những người là có nhu cầu thực tế họ xài đó. Cái đó là chúng ta san sẻ nhau trong cái thời điểm khó khăn, mà cụ thể khó khăn ở đây là gì? Thiếu điện, đúng không? Thì giải pháp đó qua cái giai đoạn khó khăn đó rồi, khi họ sẽ tìm lại được những cái nguồn ổn định hoặc là họ xây dựng lại những cái cơ sở phát điện nó
nó mang cái tính gọi là cung đủ cầu, vui thôi không anh. Có tí giá trị. Em chào anh với cô chú anh chị nhá, không có thời gian đâu mà tiếp đó. Ok, cảm ơn Trung và cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin tạm biệt mọi người và xin hẹn.